cuộc sống như những con sóng. Lúc dữ dội, khi bình yên. Không sợ hãi, đầy đam mê. Bạn bước đến, nắm lấy, tin tưởng, sẻ chia. Cùng chúng tôi tạo nên cuộc sống tươi đẹp. PTI, người bạn đích thực. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Big Bet dự đoán cùng Thể thao Văn hóa. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với một cặp đấu khá được quan tâm tại tứ kết World Cup 2018, trận đấu giữa đội tuyển Anh gặp đội tuyển Thụy Điển. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ là các cổ động viên Anh họ cũng đã thấy mất dần tự tin vào đội bóng của mình sau những gì mà họ đã thể hiện trước trận đấu với Colombia, một đội bóng châu Âu nhưng đã chơi tiểu xảo hơn rất nhiều so với đội bóng đến từ châu Mỹ. Trong khi đó thì đội tuyển Thụy Điển họ đã lầm lũi đi tiếp với một chiến thuật có thể nói là rất chắc chắn. Và trận đấu sắp tới thì chúng ta hãy cùng xem lịch sử đối đầu của hai đội ra sao. Trong 5 lần đối đầu gần nhất thì có thể nói là tỷ lệ khá cân bằng. Đội tuyển Thụy Điển và đội tuyển Anh, mỗi đội đều có cho mình 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Trong khi đó, gần nhất đó là chiến thắng của đội tuyển Thụy Điển trước đội tuyển Anh vào năm 2012 với tỷ số 4-0. Và bây giờ thì chúng ta hãy đến với phong độ vừa qua của cả hai đội. Tại vòng đấu bảng thì đội tuyển Thụy Điển họ ở bảng F, họ thắng Hàn Quốc 1-0 để thua Đức với tỷ số 1-2 và sau đó thì thắng Mexico với tỷ số 3-0. Còn tại vòng 18 vừa qua thì đội tuyển Thụy Điển đã có chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Thụy Sĩ để giành quyền đi tiếp. Họ ghi được 5 bàn để thủng lưới 2 bàn và nhận 6 thẻ vàng. Trong khi đó bên phía đội tuyển Anh thì họ ở bảng G giải đấu năm nay thắng Tunisia 2-1, thắng Panama 6-1 và để thua Bỉ với tỷ số 0-1. Tại vòng 1-8 thì đội tuyển Anh đã hòa Colombia với tỷ số 1 đều và sau đó thì họ đã giành chiến thắng 4-3 trên chấm penalty. Tại giải đấu này thì đội tuyển Anh đã ghi được 9 bàn để thủng lưới 4 bàn và nhận 4 thẻ vàng. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với ngôi sao của cả hai đội bóng bên phía đội tuyển Anh. Thì rõ ràng là Harry Kane. Tại giải đấu này thì Harry Kane đã ghi được 6 bàn thắng và anh đã mới chỉ 27 lần khoác áo đội tuyển quốc gia nhưng đã ghi được 19 bàn. Trong khi đó thì Emil Forsberg là ngôi sao bên phía đội tuyển Thụy Điển khoác áo đội tuyển quốc gia 40 lần, ghi được 7 bàn và có một bàn thắng rất quan trọng ở trận đấu vừa qua trước đội tuyển Thụy Sĩ và cũng là bàn thắng duy nhất của Forsberg ở giải đấu năm nay. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với đội hình dự kiến của cả hai đội. Đội tuyển Thụy Điển vẫn chơi với chiến thuật 4-4-2 và hai ngôi sao trên hàng công của họ sẽ là Tovonen và Marcus. Ở phía sau lưng anh dĩ nhiên vẫn là số 10 Forsberg sẽ là người hỗ trợ toàn diện và hàng tiền vệ của họ vẫn gồm những cái tên như Svensson, Ekdal và Gleeson. Trong khi đó thì hàng thủ vững chắc của họ những cái tên vẫn xuất hiện đó là Lindelof và Granqvist và thủ môn sẽ là Olsen. Bên phía đội tuyển Anh có thể nói là trận đấu vừa qua thì đội tuyển Anh đã không thể hiện được nhiều ở sức mạnh tấn công. Tuy nhiên thì họ vẫn có thể giữ nguyên đội hình ra sân ở trận đấu sắp tới. Đó là Harry Kane và hỗ trợ Harry Kane ngay sau lưng Harry Kane sẽ là Sterling. Ở phía dưới thì hàng tiền vệ 5 người của họ, Ashley Young cùng với Kevin Trippier sẽ đá ở hai cánh. Và hàng tiền vệ sẽ là Henderson, Ali Dele và Lingard. Trong khi đó thì ba trung vệ của họ vẫn luôn luôn được sử dụng ở giải đấu này. Đó là Maguire, Stone và Walker. Và cuối cùng thủ thành đó là Pickford. Tỷ lệ lúc này mà các nhà cái đưa ra đó là đội tuyển Anh chấp đội tuyển Thụy Điển nửa trái. Tôi cho rằng đây là một tỷ lệ khá cao bởi trước một hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ như đội tuyển Thụy Điển mà đội tuyển Anh vẫn chơi rình rập như trước Colombia thì rất khó để đội tuyển Anh có thể ghi bàn thắng. Trong khi đó tỷ lệ tài xỉu ở trận đấu này là 2-2. Đây là một tỷ lệ khá dễ hiểu bởi các cầu thủ Anh thì họ cũng không tỏ ra quá vượt trội, trong khi đó thì các cầu thủ Thụy Điển họ đã chơi phòng ngự chặt chẽ ở những trận đấu vừa qua và không ưa thích tấn công. Tuy nhiên với những tỷ lệ như thế này thì có một cái con số đáng chú ý là trong các lần đối đầu với các đội bóng đến từ Bắc Âu có chung cái trường phái là chơi bóng bổng và dựa vào yếu tố thể hình thể lực thì đội tuyển Anh chiếm ưu thế khi thắng tới 60%. Cá nhân tôi thì tôi cho rằng ở trận đấu này sẽ là một trận đấu mà cả hai đội sẽ chơi rất chặt chẽ và một thế trận như thế này thì rất khó có nhiều bàn thắng xảy ra và dự đoán của tôi sẽ là hòa một đều sau 90 phút. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những dự đoán của tôi về trận đấu sắp tới giữa đội tuyển Thụy Điển và đội tuyển Anh. Xin được cảm ơn các hãng tài trợ Giovanni Group, bảo hiểm bưu điện PTI và Bia Budweiser đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.